Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Anh Thư nha mọi người. Đây là phong sticker mình đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có đặt xỉ bên shop mình, đó chính là 5 cái bánh waffle nha mọi người. Đó là cái bánh waffle to chất bơ nha. Thì bạn có chọn đó chính là hai cái màu xanh như thế này. Đây, hai cái màu xanh của bạn. Đây là những em size to chất bơ nha mọi người. Mình cũng có qua video box rồi ấy, nên bạn nào chưa xem rồi có thể ra xem nha. Bạn lấy hai cái màu xanh, hai cái màu kem như thế này, rất là xinh luôn nha. Chất rất là mềm và slow nha mọi người. Và cuối cùng là một em màu hồng, cực kỳ xinh. Cái mẫu này rất là xinh luôn nha mọi người, và mình cũng còn số lượng rất là ít á, nên là bạn nào thích thì có thể tranh thủ mua giúp mình nha. Và đơn hàng của bạn đã xong nha, thì mình sẽ đóng đơn hàng bạn nhé. Phòng mobile mình tặng kèm cho em Scrooge của bạn. Bạn có một bên shop mình, đó chính là một em bánh mouse. Thì bạn có một bên shop mình, đó chính là một em bánh yogurt cheese nha mọi người. Bánh này kèm hộp và bên shop mình chỉ có 3 cái thôi là sold out rồi, nên bạn đã thích thì tranh thủ lấy giúp mình nha. Cực kỳ xịn sò và sẽ kèm với một cái hộp thiết như này luôn, rất là đẹp, cực kỳ là vuông vức luôn nha mọi người ơi. Đơn hàng của bạn đã xong nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Giang Ngọc nha. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho những em Scrooge bạn. Đây là phần bao bì của các em bánh bánh khối vuông á, tím sẽ để riêng nha. Đầu tiên thì bạn có đặt bên shop mình, đó chính là một em bánh khối vuông bánh mouse. Một cái bánh mouse màu trắng như này rất là xinh nha mọi người. Đấy, mình còn khoảng tầm 20 cái thôi, nên bạn nào rất là tranh thủ lấy nha. Đấy, có hai mẫu là tròn và vuông nha mọi người. Khi mà mình gói hàng thì mình sẽ để riêng một cái bao bì ra như thế này nha cả nhà ơi. Đấy, chất rất là mềm và chắc đăng nha mọi người ơi. Cái này nó sẽ có bị bám bụi á mọi người. Mọi người về mọi người lấy cái tay á, hoặc là mọi người lấy băng keo mọi người lấy ra là nó sẽ ra nha mọi người. Đó. Tiếp theo thì bạn có đặt một cái khối vuông như thế này, cái này là 50.000. Cái này thì nó sẽ rẻ hơn cái kia, tại vì nó cái này nó không có cái packaging kia á mọi người. Nó chỉ có em bánh khối với lại cái tag như này thôi ha. Nhưng mà vẫn rất là xinh và giá thì rất là rẻ nha mọi người. Đấy. Tiếp theo thì bạn có đặt đó chính là một em sô-cô-la chất bơ như thế này, cực kỳ xinh luôn. Đấy, món này có giá là 30.000 nha mọi người. Rất là mềm, đẹp đăng luôn nha mọi người ơi. Và bây giờ thì mình sẽ đóng cái bao bì của bạn lại nha. Tất cả những đơn hàng thì hầu như là mình sẽ để riêng bao bì ra mọi người. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Giờ thì mình sẽ xịt nước hoa cho đơn hàng của bạn. Cảm ơn bạn ủng hộ shop mình nha. Tiếp theo cũng là đơn hàng của bạn ở Tiền Giang nha mọi người. Thì bạn có đặt bên shop mình một cái bánh mouse màu vuông như thế này luôn. Chất rất là mềm và slow. Cái mẫu này bên shop mình bán cực kỳ cháy hàng luôn á mọi người. Cũng không còn nhiều đâu nè. Các bạn thích thì các bạn tranh thủ mua giúp mình nha. Và khi gửi hàng thì mình cũng sẽ để riêng một cái bao bì kính như thế này luôn nha mọi người. Cái này là cái bao bì kính nó nhanh chứ không phải là em Scrooge nó nhanh đâu nha mọi người. Đấy. Rất là xinh luôn. Và đơn hàng của bạn đã xong. Bây giờ thì mình sẽ cho vô nhẹ. Và đơn hàng của bạn đã xong, mình sẽ xịt nước hoa cho đơn hàng của bạn. Đây là bao bì của em Scrooge đó nha. Rất là xinh, bao bì túi zip nha mọi người, cực kỳ xịn sò luôn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Kế tiếp là đơn hàng của bạn là Cần Thơ nha. Đây là phòng bao bì mình tặng kèm cho em Scrooge của bạn. Bạn muốn biết shop mình những cái mẫu bao bì nha mọi người. Bạn mua 4 loại bao bì luôn. Đầu tiên là 20 cái bao bì 7x10 nha. Tiếp theo là cái này là bao bì 13x15 ha, 10 cái. À, đây tiếp theo là bao bì 12x20, cũng là 10 cái luôn nha. Để mình có bán bao bì kính và bao bì túi zip luôn nha mọi người. Bạn nào mua bao bì thì có thể liên hệ với mình nha. Rồi cuối cùng thì bạn có mua 20 cái bao bì 15x20 nha cả nhà. Mình đủ loại bao bì luôn nha mọi người ơi. Và cuối cùng thì bạn có đặt một trái cà rốt mini cắt xốp như thế này, rất là xinh luôn, có giá là 12.000 một đĩa nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Đơn hàng của bạn ở Hải Phòng nha mọi người. Đây là phòng bao bì mình tặng kèm cho em Scrooge của bạn nha. Bạn có mua nhé, bên shop mình đó chính là một em sầu riêng như thế này, chất bơ. Em này rất là mềm và slow luôn á mọi người. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Đơn hàng của bạn ở Hải Phòng luôn nha mọi người. Đây là phòng bao bì mình tặng kèm cho em Scrooge của bạn. Bạn mua nhé, bên shop mình đó chính là một cái glass chocolate như thế này, chất bơ. Em này chất bơ dính đó mọi người, nên bạn nào thích chất dính thì mọi người có thể mua em này nha. Chất cho mọi người là đảm bảo siêu dính luôn, rất là xinh luôn mọi người. Rất thơm mùi bánh nữa. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha.
đơn hàng của một bạn ở Kiên Giang nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho em squishy của bạn nha. Bạn cũng quên mình đó chính là một em bánh cá chất bơ rất là mềm và cực kỳ slow nha mọi người. Kèm bao bì tôi giúp cho mọi người luôn nha, cực kỳ xịn xò luôn. Và đơn hàng của bạn xong mình sẽ xịt nước hoa cho đơn hàng của bạn.